Đề xuất tăng lương hưu trợ cấp cho người nghỉ hưu trước năm 1995. Bộ Lao động Thương binh Xã hội dự kiến có khoảng 230.000 người hưởng lương hưu trợ cấp hàng tháng từ trước ngày 1 tháng 1 năm 1995, thuộc đối tượng điều chỉnh do ngân sách nhà nước chi trả với kinh phí khoảng 330 tỷ đồng. Tại dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, ngoài việc thực hiện điều chỉnh theo tỷ lệ chung đối với tất cả các đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng, Bộ Lao động Thương binh Xã hội còn đề xuất điều chỉnh thêm đối với những người hưởng lương hưu trợ cấp từ trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 mà có mức hưởng lương dưới 3 triệu đồng một tháng. Đây là chính sách ưu đãi của nhà nước đối với những người đã có thời gian làm việc, cống hiến trong khu vực nhà nước giai đoạn trước năm 1995. Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho biết, từ thực tiễn thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với đối tượng hưởng lương hưu trợ cấp hàng tháng từ trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 cho thấy, mức lương hưu trợ cấp hàng tháng được xác định dựa trên thời gian công tác thực tế và mức tiền lương tháng trước nghỉ việc của người lao động. Tuy nhiên, với đặc thù của chính sách tiền lương giai đoạn trước năm 1995 cùng với các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại thời điểm đó, phần lớn người lao động nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ mất sức lao động với thời gian làm việc ngắn và mức tiền lương trước khi nghỉ việc thấp. Từ đó ảnh hưởng đến mặt bằng chung về mức hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng của nhóm đối tượng này. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng lý giải, việc xác định mốc 3 triệu đồng một người một tháng để làm căn cứ điều chỉnh cho việc tính toán dựa trên mức 2,5 triệu đồng một người một tháng, quy định tại Nghị định số 108/2021, Nghị định Chính phủ và thực hiện điều chỉnh tăng 20,8% theo mức tăng của mức lương cơ sở và các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở theo Nghị quyết số 69/2022. Do đó, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề xuất điều chỉnh theo số tiền tuyệt đối. Cụ thể, những người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hàng tháng từ trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 sau khi điều chỉnh tăng thêm 12,5% theo mức điều chỉnh chung. Có mức hưởng thấp hơn 3 triệu đồng một tháng thì được hưởng mức điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng từ 2,7 triệu đồng trở xuống. Tăng lên bằng 3 triệu đồng đối với những người có mức hưởng từ 2,7 triệu đồng đến dưới 3 triệu đồng. Theo Bộ Lao động Thương binh Xã hội thực hiện giải pháp nêu trên, thì bên cạnh chi ngân sách nhà nước để thực hiện điều chỉnh lương hưu chung cho các nhóm đối tượng, thì nguồn ngân sách nhà nước sẽ phải cân đối thêm nguồn kinh phí để thực hiện điều chỉnh với nhóm có mức thu dưới 3 triệu đồng một tháng. Dự kiến có khoảng 230.000 người hưởng lương hưu trợ cấp hàng tháng từ trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 thuộc nhóm đối tượng điều chỉnh do ngân sách nhà nước chi trả với kinh phí khoảng 330 tỷ đồng. Tuy nhiên, với việc điều chỉnh theo giải pháp trên, thì những người hưởng lương hưu trợ cấp trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 sau khi điều chỉnh một mức điều chỉnh tỷ lệ phần trăm chung mà có mức hưởng dưới 3 triệu đồng một tháng thì còn được điều chỉnh theo số tiền tuyệt đối. Do vậy, nhìn chung sẽ làm tăng thêm mức hưởng của những người có mức thưởng thấp. Tình trạng nghỉ việc ồ ạt hậu Covid-19 đã có dấu hiệu chứng lại. Dự đoán 6 tháng đến 1 năm tới, tỷ lệ nghỉ việc sẽ còn khoảng 17%. Trên đây là kết quả khảo sát của AlphaB, công ty tư vấn tiên phong về giải pháp thương hiệu nhà tuyển dụng và môi trường làm việc hạnh phúc tại lễ xếp hạng 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2022, ngày 9 tháng 11. So với năm 2021, mặc dù tình hình kinh doanh năm nay vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng các doanh nghiệp đã cải thiện thu nhập của nhân viên tốt hơn. Tính tới tháng 9 năm 2022, có 56% người lao động được tăng lương, 38% giữ nguyên, chỉ có 6% bị giảm lương hoặc thu nhập không ổn định. Giám đốc nhân sự các công ty dự báo mức tăng lương trung bình cho năm 2023 là 12%, tiếp tục tốt hơn năm nay. AlphaB đánh giá đây chưa phải là con số lý tưởng, nhưng đã giảm khá nhiều so với tỷ lệ 23% của giai đoạn ngay sau đại dịch. Ngoài ra, 46% doanh nghiệp Việt vẫn đang có kế hoạch mở rộng nguồn nhân lực với các lý do đáng khích lệ là mở rộng sản xuất kinh doanh và đầu tư trước cho tương lai vì cần thời gian đào tạo. Trong những năm gần đây, do thường xuyên phải tiếp xúc lâu dài với điều kiện lao động không tốt như khói bụi, chất độc, tiếng ồn, nguy cơ mắc các bệnh nghề nghiệp của người lao động ngày một gia tăng. Theo Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015, chế độ bảo hiểm bệnh nghề nghiệp là chính sách an sinh xã hội thiết thực và hữu ích, đặc biệt bù đắp một phần tổn thất cho người lao động, nhất là đối tượng làm việc trong môi trường độc hại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn lao động, ghi nhận tại Đà Nẵng. Ông Dũng là công nhân khoan nổ mìn, làm việc nhiều năm tại mỏ đá Vinaconex 25, thường xuyên tiếp xúc với khói bụi kèm tiếng động rất lớn do nổ mìn. Hàng năm, đơn vị đều cho những công nhân như ông đi khám và giám định y khoa. Đến nay, theo quy định về bảo hiểm bệnh nghề nghiệp, mức độ suy giảm sức khỏe được cộng dồn của ông là 30%. Tính đến năm 2022, ông Dũng đã được nhận chế độ bệnh nghề nghiệp 4 lần. Vì mình làm va chạm với bụi đất, xì lích, với thuốc nổ đó, thì mình sử dụng thuốc nổ một năm rất là nhiều, nên ảnh hưởng cái chế độ cái bệnh độc hại là chung là rất là nhiều. Vì anh em cũng hưởng, rồi ở đây là cũng bị bệnh một năm là khóm nổ là phát hiện được cũng rất là nhiều người, cũng chế độ là 5%, 10% rồi nó theo các phần trăm.
Theo đơn vị quản lý khu mỏ đá này cho biết, có nhiều công nhân sau khi đi khám được xác định mắc bệnh điếc nghề nghiệp do tiếng ồn và bệnh bụi phổi silic nghề nghiệp. Đây là hai trong số 34 loại bệnh nghề nghiệp thuộc danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm hướng dẫn chẩn đoán, giám định. Định kỳ một năm thì công ty là cho đi khám sức khỏe định kỳ về bệnh nghề nghiệp và rò soát để ai có mức độ suy giảm thì ra mà trung tâm bảo hiểm y tế Đà Nẵng và bệnh viện đa khoa Đà Nẵng là giám định y khoa. Thường là trên 5% là có các chế độ chính sách và là thường là cũng là nếu cái bậc lương của đơn của công nhân bình thường thì một lần trên 5% thì khả năng cũng hưởng được mấy chục triệu tới đây. Theo Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015, người lao động sẽ được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp khi mắc các bệnh nghề nghiệp thuộc danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do mắc các bệnh đó. Tại Đà Nẵng, Bảo hiểm xã hội thành phố đã giải quyết chế độ bảo hiểm bệnh nghề nghiệp cho nhiều trường hợp. Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng trong 7 tháng đầu năm nay thì đã giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp một lần cho 8 trường hợp và bệnh nghề nghiệp hàng tháng cho 1 trường hợp. Thì trong cả năm 2021 thì giải quyết bệnh nghề nghiệp hàng tháng cho 3 trường hợp và bệnh nghề nghiệp một lần cho 8 trường hợp người lao động. Đáng chú ý, trường hợp người lao động đã nghỉ hưu, thôi việc mà còn trong thời gian bảo đảm thì gửi hồ sơ sức khỏe đến cơ sở khám bệnh nghề nghiệp để khám. Sau khi phát hiện bệnh nghề nghiệp thì cơ sở khám sẽ hoàn thiện hồ sơ cho người lao động. Trường hợp chuyển việc khác không nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp nhưng còn trong thời gian bảo đảm thì gửi hồ sơ đến cơ sở khám bệnh. Sau khi phát hiện bệnh, người lao động hoặc người sử dụng lao động mới lập hồ sơ. Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh nghề nghiệp cho các trường hợp trên sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả. Thời điểm này, bà con nông dân làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đang tập trung xuống giống các loại hoa cảnh phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tuy nhiên, giá cả cây giống, vật tư, thuốc bảo vệ thực vật thời điểm này đều tăng cao so với mọi năm đã khiến người trồng hoa đứng ngồi không yên. Vụ hoa Tết này, chị Nguyễn Thị Thanh Vân trồng hơn 1.500 giỏ hoa các loại, gồm cúc mâm xôi, cát tường, cúc Đài Loan. Theo chị Vân, giá vật tư, cây giống, phân thuốc đều tăng mạnh, đã làm tăng thêm gánh nặng cho gia đình chị, cũng như nhiều bà con trồng hoa. Năm nay nói chung là đi mua phân thuốc thì nó thuận lợi hơn năm gòn mùa dịch, nhưng mà giá cả thì nó gây khó khăn hơn cho bà con, tại vì hàng đồ nó ra thì chậm, mà cây con lúc nào mua nó cũng mắc hơn hết. Cũng giống như chị Vân, anh Hồ Nguyễn Hoàng Nghĩa cũng khá lo lắng khi vừa xuống giống gần 15.000 giỏ hoa cát tường, cúc đồng tiền, trong lúc giá phân rơm và các giá thể đều tăng mạnh. Anh Nghĩa cho biết giá phân rơm hiện tại đã lên đến 150.000 đồng một bao, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, các loại giá thể khác như sơ dừa, chấu mục, cho chấu cũng tăng từ 20 đến 30%. Mặc dù giá vật tư tăng mạnh như vậy, nhưng người trồng hoa vẫn phải bấm bụng mua vì đây là những vật liệu không thể thiếu để trồng hoa. Phân gom, vậy phân gom cũng mắc hơn nhưng mà bình thường. Cho chấu, tất cả mọi thứ về nông nghiệp hôm nay thì mắc hơn năm ngoái. Theo em là tăng khoảng chừng 30 đến 40%. Thời tiết không tốt bằng mọi năm vừa rồi. Theo nhiều bà con nông dân, với giá vật tư cây giống đồng loạt tăng mạnh thì buộc giá bán ra năm nay phải tăng hơn so với mọi năm, người trồng mới có lợi nhuận. Do vậy, yếu tố đầu ra vẫn là điều người trồng hoa Tết lo lắng nhất trong vụ hoa này. Để việc tiêu thụ hoa kiểng của bà con nông dân được thuận lợi, ngành chuyên môn thành phố cũng đã có những kế hoạch dự phòng hỗ trợ bà con. Chúng tôi cũng khuyến cáo cho bà con, vận động bà con là chúng ta nên có cái bước chuẩn bị ngay từ đầu vụ là chúng ta phải dự trữ phân mua sớm để giá thành nó sẽ giảm và giảm đi cái chi phí. Qua đó thì bà con cũng thay thế những cái loại mà phân rơm, có thể chúng ta trộn những cái loại như giá thể khác để nó giảm được cái giá thành, như cho chấu rồi sơ dừa vân vân. Rồi qua đó thì người dân cũng thực hiện công tác là bốn đúng để mà giảm đi cái lượng phân hóa học. Thì còn để làm sao cái hoa kiểng chúng ta năm nay nó bán được và ra thị trường cho bà con thì dưới góc độ ngành chuyên môn thì chúng tôi phối hợp với đơn vị xúc tiến Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn hàng năm hãy xúc tiến như các cái tỉnh như Lâm Đồng, Đà Lạt chúng ta cũng kết nối rồi vô các cái hội chợ như là Tứ Xuyên, An Giang, rồi Hà Nội
rồi thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cái bên trên bến dưới thuyền á, tổ chức cái chỗ mà hoán hoa cho người nông dân. Qua đó chúng tôi cũng kết nối nhiều kênh để làm sao cho cái hoa kiển chúng ta năm nay tiêu thụ, bán hết hàng. Theo thống kê vụ hoa Tết Quý Mão năm 2023 này, bà con nông dân làng hoa Sa Đéc dự kiến xuống giống khoảng 100 hectare, cung ứng cho thị trường khoảng 2 triệu giỏ hoa các loại, không tăng nhiều so với những năm trước đây. Thời điểm này, bà con nông dân đã xuống giống được khoảng 60 hectare. Các loại hoa ngắn ngày còn lại sẽ được xuống giống dứt điểm vào cuối tháng 10 âm lịch sắp tới. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn đầu vụ, nhưng người nông dân làng hoa vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào mùa hoa Tết năm nay.